Thưa quý vị, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa có cảnh báo để người tiêu dùng đảm bảo quyền lợi khi mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Cơ quan này cho biết thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần thì đang có tình trạng khan hiếm và thổi giá bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ, pháo hoa tại một số cửa hàng của nhà máy Z121. Về tình trạng bán sản phẩm pháo hoa cao hơn giá niêm yết của một số cửa hàng của Z121, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian qua nhận được phản ánh về tình trạng cửa hàng số 15 tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội và cửa hàng số 26 tại phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội bán sản phẩm cao hơn giá niêm yết. Nhà máy Z121 đã quyết định dừng hoạt động của cả hai cửa hàng nêu trên, thu hồi sản phẩm và thông báo về địa phương. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Các hoạt động mua bán ngoài phạm vi của các cửa hàng nhà máy Z121 và tổng công ty GAET là trái với quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố, Bộ Công Thương đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục ngàn lao động đã bị mất việc ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Thu nhập thì giảm sút, công việc thì bấp bênh. Nhiều người đã lựa chọn về quê thay vì ở lại thành phố. Và hiện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức đoàn thể đã và đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm chăm lo kịp thời Tết cho người lao động. Từng có công việc với thu nhập ổn định hơn 7 năm tại một công ty chuyên may da giày trên địa bàn quận Gò Vấp, nay bị mất việc, chị Hằng phải xoay sở với công việc thời vụ, thêu cườm áo dài. Chồng chị làm nghề tự do nên tổng thu nhập hàng tháng cũng chỉ đủ trang trải cho gia đình 4 người trong căn phòng thuê vài mét vuông. Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, giờ đây sức khỏe yếu, chị Tuyến, nữ công nhân từng có mức lương ổn định hơn 8 triệu đồng mỗi tháng, giờ cũng đành ở nhà, giao bán chim cảnh trên mạng để mưu sinh. Bây giờ cuối năm rồi này, giờ mà hà vẫn tháng mấy nay thì cũng ít việc làm, mà làm cũng lai gai rồi. Có khi 2-3 ngày mới có được cái hàng để làm gì đó. Tới giờ cũng chưa có dự định mua được cho con cái gì hết. Thế là lúc trước thì mình sức khỏe mình nó cũng đỡ hơn bây giờ. Giờ thì sức khỏe nó cũng yếu ấy, nên đi làm cũng không được. Mấy ngày Tết thì mấy mẹ con ở trong nhà rồi hết Tết rồi đi học lại rồi thôi, cũng quanh trong cái phòng trọ này chứ cũng biết đi đâu. Hàng chục ngàn lao động khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã rơi vào tình cảnh ít việc, thậm chí là mất việc trước thềm Tết Nguyên đán 2023. Thu nhập sụt giảm, bấp bênh khiến không ít lao động lựa chọn khăn gói về quê thay vì ở lại cầm cự tìm việc tạm thời. Nhiều tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023. Vận động trước của cái đơn vị câu lạc bộ kết nối yêu thương để trao cái quà cho người công nhân lao động thì phần quà của tụi em là cỡ 500 đến 1 triệu. Bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ quận tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ quận là cũng có cái lớp dạy nghề cho những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là dạy nghề pha chế, dạy làm tóc, dạy làm nail, rồi trang điểm và nghề trang trí, rau câu, rồi nấu ăn theo món. Những cái mà những món đơn giản như vậy người ta có thể là người ta kinh doanh được. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với những khó khăn của họ. Và đồng thời là tổ chức công đoàn luôn ở bên cạnh họ để mà đồng hành, để mà hỗ trợ cho đoàn viên, cho người lao động của mình. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kinh phí dự trù chăm lo Tết Quý Mão cho đoàn viên người lao động khó khăn là khoảng 140 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ họp mặt tặng quà cho 147 nghiệp đoàn và 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn duy trì ở mức cao trên 90 đô la Mỹ một thùng, thậm chí đã có thời điểm tăng mạnh lên 98 đô la Mỹ một thùng. Sức ép tăng giá xăng trong nước vẫn còn nguyên khi mà giá xăng nhập không có dấu hiệu suy giảm. Trong thời gian qua, giá dầu thô đã có lúc giảm xuống vùng giá 70 đô la Mỹ một thùng, nhưng giá xăng nhập đã không giảm tương ứng. Vì điều này, vào kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 1, giá xăng trong nước đã đi ngang. Hiện nay giá dầu thô toàn cầu đã bật tăng mạnh, áp sát gần 90 đô la Mỹ một thùng. Nguyên nhân do các hoạt động kinh tế của Trung Quốc đang bắt đầu hồi phục tích cực sau quyết định mở cửa. Ngoài ra, vào tháng 2 tới đây, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và Nga sẽ họp để đánh giá các điều kiện thị trường. Nhiều chuyên gia đang lo ngại rằng các nước trên sẽ có thể cắt giảm sản lượng dầu để nâng giá sau những đợt sụt giảm gần đây. Với việc giá dầu thô lẫn giá xăng nhập tăng cao như hiện nay thì khả năng vào kỳ điều chỉnh tới, giá xăng trong nước khó có thể giữ được mức giá như hiện tại. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, thị trường giỏ quà Tết đã khá sôi động và rất đa dạng, phong phú về mẫu mã. Năm nay ghi nhận sự lên ngôi của giỏ quà Tết với những sản phẩm là bánh kẹo sản xuất trong nước, các đặc sản vùng miền. Như thường lệ, thời điểm này hàng năm, chị Quỳnh Phạm lại tất bật mua sắm cho dịp Tết đang cận kề. Năm nay, hàng Việt được chị ưu tiên hơn khi lựa chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng của mình. Năm nay thì thấy là hàng Việt Nam của mình rất là nhiều, mẫu mã thì phong phú, đa dạng và rất là nhiều chủng loại để mọi người có thể lựa chọn. Và đặc biệt là hàng Việt Nam mình thì cái giá cả nó lại hợp lý, nhất là sau cái thời đại dịch Covid, cho nên là cái kinh tế của chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là cái việc mà lựa chọn hàng Việt Nam và vừa túi tiền và cũng rất là tốt, chất lượng rất là tốt. Tôi thì luôn ưu tiên dùng cái hàng Việt Nam. Hôm nay mình đi siêu thì thấy là mẫu mã ở đây thì là rất phù hợp với người tiêu dùng. Giá cả thì đang gọi là nó bình thường, không bị cao quá. Nói chung là so với mình đi chợ với đi siêu thị thì mình thấy là đi siêu thị thì vừa dễ chọn lựa hơn, và thực phẩm thì mọi thứ có thể là an toàn, mình tin tưởng hơn. Hơn 2 năm đại dịch, người tiêu dùng vẫn đang tiết kiệm chi tiêu. Hàng vạn người lao động đang bị giãn việc. Cho nên là chúng ta phải phục vụ cho người nghèo, chúng ta phục vụ cho những người có thưởng Tết chậm, bán đến 30 Tết để phục vụ nhân dân. Chúng ta phải phục vụ cho đại đa số nhân dân. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng năm nay, các siêu thị đã tạo điều kiện giới thiệu nhiều hơn các sản phẩm hàng Việt trên kệ hàng Tết. Giỏ quà Tết cũng kèm theo những phần quà hấp dẫn, phù hợp với nhiều phân khúc tiêu dùng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào những cái sản phẩm có đóng gói lớn, để nhằm cho khách hàng vẫn thoải mái mua sắm nhưng vẫn đảm bảo cái tiêu chí tiết kiệm cho gia đình. Đồng thời thì chúng tôi cũng chú trọng những cái sản phẩm mà đạt chất lượng về sức khỏe cho người tiêu dùng, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ một cách rõ ràng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm.